Amen, cảm tạ ơn Chúa. Amen, cảm ơn Chúa Jehovah Đức Chúa Trời, là Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, là tất cả những cái điều, là tất cả. Chúa ạ, cảm ơn Chúa. Ngài là đấng hiểu thấu tấm lòng của chúng con. Ngài là đấng ban sự công bình trong tấm lòng của chúng con, trong đời sống của chúng con. Ngài là đấng tạo nên lửa để giúp chúng con làm sạch đi cái con người góc, con người sỏi đá. Và chúng con giờ đây chúng con cầu nguyện Chúa ạ, xin phơi bày hết cái con người tội lỗi, cái con người xác thịt, cái con người thế gian, cái con người Babylon trong đời sống của mình, và xin lửa của Chúa đến trên đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài Chúa ạ, và chúng con cầu nguyện trong danh quyền năng của Ngài Chúa ơi, tất cả những bệnh tật ốm đau sỏi đá gai góc về những cái suy nghĩ tư tưởng về cái công việc làm của con người Babylon Chúa ạ, thì chúng con phơi nó hết nó ra Chúa ạ, tất cả các bệnh đau đầu, tất cả những cái bệnh lười biếng, tất cả những cái tư tưởng ngu muội để cho công việc làm lấn chiếm lấn chiếm đời sống của mình, thì Chúa ạ, chúng con cầu nguyện Chúa ơi, phơi bày nó ra và xin lửa của Ngài đến trong đời sống của chúng con để làm sạch đi cái con người cũ kỹ Babylon ra khỏi đời sống của chúng con Chúa ạ, trong danh uy quyền của Ngài, trong danh tối cao của Ngài Chúa ạ, trong sự chết và sự đắc thắng của Ngài Chúa ạ. Chúng con tin vào Ngài, chúng con trông cậy vào Ngài, chúng con nương cậy vào Ngài. Ngài là đầu của Chúa ạ, trong đời sống của chúng con. Ngài là Alpha và Omega trong đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa trong mọi công việc việc làm của chúng con yêu mến Ngài Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Ngài rất là nhiều Chúa ơi, và chúng con cầu nguyện Chúa ạ, để trong đời sống của chúng con người mới được phát triển lên, để chúng con khôn ngoan trong tất cả mọi hành động của mình, khôn ngoan để chúng con biết biết làm gì tốt nhất, biết làm gì khôn ngoan nhất, biết làm gì tuyệt vời nhất, bởi vì giấu kín việc nào là vinh hiển của Chúa, và Ngài luôn giấu những cái điều quý giá để cho chúng con tìm kiếm Chúa ạ. Chúng con càng tìm kiếm Ngài bao nhiêu thì chúng con lại càng thấy sự quý giá của Chúa bấy nhiêu. Chúng con càng trả giá bao nhiêu thì con lại càng thấy cái sự vinh hiển của Chúa nhiều bấy nhiêu. Và Ngài mong muốn trong đời sống của chúng con như vậy, thì chúng con cầu nguyện để chúng con phát triển con người mới mạnh lên Chúa ạ, để danh của Chúa được vinh hiển tôn cao hơn hết Chúa ạ. Cảm ơn Chúa. Và chúng con cầu nguyện Chúa ạ, cho tất cả những cái công việc mà Chúa đã để trong đời sống của chúng con Chúa ạ. Về sứ mạng tiền định Chúa ạ, về tất cả những cái nguồn ở trong chúng con Chúa ạ, nó phải lộ ra, nó phải nghe lời vâng phục sự khôn ngoan của Chúa trong đời sống của chúng con, và nó đi làm nhân bội lên để danh của Chúa được được ứng nghiệm trong tấm lòng của chúng con, là chúng con là những người Chúa ạ làm lợi ra 5 ta lân, làm lợi ra 2 ta lân Chúa ạ, và đẹp lòng Chúa Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Ngài rất là nhiều, chúng con gọi khen Ngài Chúa, và chúng con cầu nguyện đặc biệt là cho người thầy giáo dẫn dắt, hình ảnh của Ngài dẫn dắt chúng con. Cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện cho người thầy giáo của chúng con được thêm 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 hơn từ Ngài, tuôn tràn hơn từ Ngài Chúa ạ. Cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện để vinh ông làm sáng danh của Chúa trong đời sống của mình thêm hơn nữa Chúa ạ. Cảm ơn Chúa về tất cả những gì ông sinh ra chúng con Chúa, trong tin lành vương quốc của Ngài. Chúng con yêu mến Ngài, chúng con yêu mến Ngài. Chúng con cầu nguyện cho đời sống của chúng con là những con chiên của người thầy giáo, để mà biết rằng mình mang gen của người cha Chúa. Cảm ơn Chúa, và chúng con đều mang gen của Chúa hết, để mang gen của Ngài hết Chúa. Thì chúng con cảm ơn Chúa, và chúng con nói giống nhau Chúa, suy nghĩ công việc giống nhau Chúa, và chúng con cầu nguyện để cho chúng con làm công việc của Chúa, làm công việc của Chúa Chúa, làm công việc của Chúa, và làm công việc của Chúa, và sẽ làm được công việc lớn của mình chính mình Chúa. Con làm cảm ơn Ngài rất là nhiều, chúng con yên đến Ngài, chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Amen. Lạy Cha kính yêu, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Chúng con cảm ơn Ngài. Ngài yêu chúng con. Ngài yêu Chúa Giêsu năm xưa như thế nào, Ngài yêu con của Ngài như thế nào thì cũng con cũng được Ngài yêu như vậy. Vì thần của Ngài, thần của Cha ngự trên yêu mến Ngài. Vì Ngài sức dầu cho những người yêu mến Ngài để giao tin lành vương quốc của Ngài cho những ai có lòng và khiêm nhường. Ngài sai chúng con, từng anh chị em chúng con ra đi để mà rượt những kẻ vỡ lòng, để giao cho những kẻ vô tù được tự do, cầm kẻ tù
kẻ cầm tù được ra khỏi ngục. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa muốn yêu chúng con và muốn giải thoát chúng con khỏi những đời sống mà tội lỗi, đời sống mà không biết Chúa, không biết tình yêu của Chúa như thế nào, không biết làm sao để làm sáng danh Chúa. Giờ đây Chúa dùng từng anh chị em chúng con để mà đến để tất cả cho chúng cho mọi người nhận biết Chúa, cho những kẻ an ủi, những kẻ buồn rầu, để chúng con nhận được mão hoa mà Chúa ban cho chúng con, để chúng con vào những ngày sau rốt khi Chúa đến, Chúa đã ban mão hoa cho chúng con. Mình cảm ơn Chúa ngày yêu chúng con, ngày muốn chúng con xây lại tất cả những nơi hoang vu ngày xưa, để dựng lại các nước và các nơi đã bị hủy hoại. Con cảm ơn Chúa ngày ban sức mạnh cho từng anh chung của chị em của chúng con để đứng lên, để làm đập bị phá hủy là những nơi đổ nát ngày xưa, những nơi đổ nát lâu đời. Chúa ạ, con cảm ơn Ngài đã chăm sóc đời sống chúng con, ban cho chúng con quyền năng và sức mạnh của Ngài. Ngài gọi chúng con là những thầy tế lễ của Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Ngài vì tình yêu của Ngài dành cho chúng con, để cho những người Ngài đã mở mắt cho những người tăm tối đó. Cảm ơn Chúa, Chúa đã chăm sóc đời sống của chúng con mỗi ngày, để chúng con biết làm việc với linh hồn của chúng con, để chúng con luôn mừng rỡ trong Ngài, để chúng con vì Ngài đã hứa Ngài mặc áo cứu rỗi cho tất cả những người mà yêu mến Ngài, sự công bình của Ngài, yêu sự công bình của Ngài khoác tròn, Ngài khoác lên chúng con áo công bình của Ngài. Chúa ạ, cảm ơn Chúa vì chúng con chính là những nàng dâu được Ngài yêu thương, Ngài chăm sóc. Cảm ơn Chúa, Chúa đã cho chúng con nhận ra được điều đó. Thì giờ đây chúng con cũng đem cái niềm vui này đến các dân, các nước, những người chúng con gặp gỡ để làm sáng danh của Ngài, để chúng con yêu mến sự công bình, ghét tiều gian ác. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm vì sức mạnh của Ngài đổ trên chúng con mỗi ngày, để chúng con làm việc với tâm linh của chúng con, để mỗi ngày chúng con được gần Chúa hơn, yêu mến Ngài hơn. Con cảm tạ lời khen Chúa đời sống của chúng con mỗi ngày. Xin Chúa lửa thử nộ của Ngài mỗi ngày thiêu đốt lòng của chúng con, để chúng con luôn được mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con ngợi khen Ngài, con tin rằng Ngài cũng ban cho chúng con có được những sức khỏe mỗi ngày, để chúng con làm việc đắc lực hơn, kiên trì hơn, bền bỉ hơn, để mà đem danh của Ngài, đem tin mừng vương quốc của Ngài sao giảng khắp đất. Tạ ơn Thiên Cha, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Aleluya. Chi canavaram diura chu chu. Amen. Kakarabat. Amen, amen. Ô Shamaya Lakalala, Ô Shamaya Lakalala. Ô chúng con cảm tạ Cha, chúng con yêu Ngài. Ngài yêu chúng con và kêu gọi chúng con trong buổi sáng hôm nay để bổ sức cho chúng con, Ngài ban sức mới cho chúng con, Chúa, để sức mạnh của chúng con là sức mạnh của Ngài, Chúa ơi, bởi vì chúng con mang bản tính của Ngài. Ôi, chúng con được Ngài gọi chúng con là đầy tớ, Ngài nâng đỡ chúng con, Chúa ạ. Ôi, kẻ chúng con là những người mà được Chúa tuyển chọn, ôi, Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Ôi, là chúng con là những linh hồn mà Chúa lấy làm đẹp lòng Ngài, Chúa ơi, chúng con, bởi vì chúng con trung thành, trung tín với Ngài. Ôi, Ngài đã đặt thần của Ngài trên chúng con, Chúa ạ. Ôi, ôi chúng con sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân các nước, ôi cho các dân ngoại, ôi cho các cảm ơn Ngài nhiều lắm. Ôi con Chúa đã giải thoát chúng con, cảm ơn Ngài. Ngài yêu chúng con để chúng con không còn than van chất vãn nữa, chúng con không còn kêu la lên tiếng nữa, Chúa ạ. Chúng con không còn kêu la trên ngoài phố nữa. Ôi chúng con cảm ơn Ngài. Ngài đã yêu chúng con. Ngài đã bẻ cây gậy sắt, cây gậy đã dập và Ngài chẳng có đụt tim đèn còn hơi cháy nữa, Chúa ạ. Thì chúng con đã mang tính của Ngài, thì chúng con cũng yêu những người mà Chúa đã kêu gọi chúng con đến với họ, Chúa ơi. Ôi, nhất là con cái Babylon, ôi chúng con phải kêu phải cứu họ ra khỏi đó, Chúa ạ. Ôi chúng con không có dập tắt tim đèn của họ ngay lúc này, chúng con phải cứu lấy họ, chúng con phải bừng cháy lên
tìm đèn của họ lên Chúa ạ, ôi để cứu họ, cứu cứu linh hồn của họ ra khỏi Babylon đó Chúa ạ. Ôi con cảm ơn Ngài nhiều lắm, ôi bởi vì chúng con đi theo lẽ thật của Ngài, Ngài tỏ sự công bình của Ngài cho chúng con, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con đã mang tính của Ngài, chúng con là tay nối dài của Ngài, chúng con làm những điều mà Chúa làm, Chúa ạ. Ngài yêu những điều Chúa yêu, chúng con yêu những gì mà Chúa yêu, chúng con ghét những gì Chúa ghét, Chúa ạ. Ôi, đó là sự công bình của Ngài đã ban cho chúng con, để tất cả những điều đó để chúng con giữ theo sự trật tự của Ngài, để chúng con đi theo đường lối của Ngài, đi theo đường ngay thẳng của Ngài, Chúa ạ. Thì chúng con không còn lộn xộn như Babylon, Chúa ơi. Chúa đã giải thoát chúng con ra khỏi Babylon rồi, chúng con thuộc về Ngài. Ôi, chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Ôi, chúng con sẽ không còn mòn mỏi nữa, Chúa ạ. Chúng con sẽ chẳng còn ngã lòng nữa cho đến chừng trong nào mà lập xong sự công bình trên đất này, Chúa ơi. Chúng con sẽ chiếm lấy sự công bình của Ngài trên đất này, Chúa ạ. Còn chiếm sự vinh hiển về Ngài cho Ngài, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Ngài. Ôi, các cù lao sẽ trông đợi luật pháp chúng con, Chúa ạ. Ôi, cảm ơn Ngài. Các dân các nước sẽ đến với chúng con, các con cái Babylon sẽ đến với chúng con để họ sẽ được cứu, Chúa ạ. Ôi, chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Ôi, cảm ơn Ngài. Ô, Ngài là Đức Giê-hô-va đã kêu gọi chúng con trong sự công bình của Ngài, Chúa ơi. Ngài sẽ nắm tay chúng con và giữ lấy chúng con, Chúa ạ. Ôi, Ngài sẽ phó chúng con làm giao ước của dân các dân các nước ở đời này, Chúa ạ. Cảm ơn Ngài làm sự sáng cho các dân ngoại nữa, Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài. Ngài mở mắt mở tai cho chúng con để chúng con nhận biết Ngài, và các việc làm của chúng con khá nhận biết Ngài, Chúa ơi. Chỉ Ngài chỉ cho chúng con các nẻo, Chúa ạ. Chỉ lối cho chúng con đi theo con đường chân lý của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Ô, Ngài yêu chúng con. Chúng con cũng sẽ ra đi và chiếm lấy sự vinh hiển của Ngài, và mở mắt mở tai cho những kẻ ngủ mù, Chúa ạ. Ô, những kẻ đang bị tù, ô, ra khỏi khám đó, Chúa ơi. Ôi, kẻ ngồi trong tối tăm ra khỏi ngục, Chúa ạ. Ôi, những con cái Babylon đang ngồi ở trong tối tăm, họ đang mưu kế để chống lại chúng con, nhưng con cảm ơn Ngài, họ cho dù họ cho chống lại chúng con, đó là ân điển Chúa ban cho chúng con. Ô, đó là Ngài ban cho chúng con một tên mới ở trên trời, Chúa ạ. Ôi, chúng con được Ngài dạy dỗ cho chúng con để chúng con chịu đựng được tất cả, Chúa ơi, chịu đựng được tất cả, cho dù có họ có sỉ nhục chúng con đi nữa, đó là chúng con đã mang bản tính của Ngài, bởi vì Ngài đã bị chịu sỉ nhục trước rồi, Chúa ơi. Ngài đã lãnh lấy bản án cho chúng con rồi, chúng con đã thuộc về Ngài, chúng con đã mang danh của Ngài. Ôi, cảm ơn Ngài nhiều lắm. Ôi, chúng con ở trong Ngài. Ôi, Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Ngài yêu chúng con yêu Ngài trên hết mọi điều, Chúa ạ. Yêu anh chị em chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, amen. Tiếp tục Chakra, tiếp tục bắn đại bác Chakra, bắn tên lửa đi Nam tiếp. Em Thủy, Ok là Chúa đã cho em con cho em cảm ơn vì hãy cùng các anh chị em con cho ngày hướng dẫn đời sống mỗi chúng con cho ngày sử dụng con là khí giới trong tay ngài sao ngài sử dụng con làm búa làm để chúng con phải diệt các nước cho hãy diệt các dân cho hãy dùng con để phá tan đàn ông đàn bà già trẻ cho trẻ cái đồng trên chờ hãy dùng con để phá tan các quân các trẻ của con địa hình chờ phá tan những cái trang chiêu và bài của đó cho ông con sẽ hãy hướng dẫn là sau con cho chúng con là cái để lời ngoài cho bảo vệ không xa để đầu câu để với sự phá đổ dục diệt và tất cả những cái mảnh đất và những cái nơi mà ngài muốn chúng con đến chờ những miền đất mà ngài muốn chúng con đến công bố để thật nước Đức trời cho con cầu cảm ngài xuống con và sẽ gãi cùng với em câu sẽ ô lời ngài phá ra cha đừng nhớ lại sự đã qua đừng chớ nghĩ đến sự đời trước này đã sắp mặt một việc mới việc này sẽ hiện ra ngay các người há chẳng biết sao ấy là ta sẽ vạch một con đường cho đồng vắng khiến những sông chảy trong nơi sa mạc những thú đồng và những muôn và với muôn rừng và chim đà sẽ tôn vinh ta
là đặt các dòng nước cho đồng vắng và các sông trong sa mạc, tặng cho dân ta đã chọn được uống và ta làm nên dân này cho ta, nó sẽ hát khen ngợi ta. Ô cảm xưa rất nhiều xu khổ, ngài đã sử dụng con cho làm bây giờ dòng nước mới trong thân thể gà xạo cái dòng nước mà sẽ có chơi để đậu khiến cho tất cả những người và khác trong thân thể của Chúa cho họ được ô nhìn thấy được cái một cái sự gọi là cái một một cái sự điểm mới cho để họ có sự gọi là phục hưng để cho đời sống của họ cho để có được cái sự đại giải những thức ăn ngon mới cho những thức ăn đầy tuyệt vời của ngài cho từ bằng những sự bày tỏ màu nhiệm mà ngài đã giấu kín trong các đời sao cảm ngài rất nhiều số con cầu xin ngài giúp đỡ hướng dẫn mọi sự con sẽ ra cái dòng nước cái sứ điệp mới những cái sự mới mà ngài bày tỏ ông cầu được lan truyền ra sao trong tất cả phần thân thể của Chúa sao để đâu tất cả các phần khác cho được tăng trưởng cho bởi sự bày tỏ sự ban ơn của ngài qua hội thánh con cho qua thánh và sự gót con trả để đầu chúc con là những người và Chúa đó là sơ sự sáng của Đức Giêsu và được chiếu cho chúng con chào chúng con giờ các vua các nước sẽ đến rồi sâu xa cầu chào để rồi họ đến học hỏi rồi chúng con sẽ giữ lễ thật bao nhiêu của ngài sao ô chúng con sẽ đem gọi là cái sự sáng cho các dân các nước chơi và khiến cho họ phải đem tất cả của báo đấy chúng con sẽ để cho họ thánh của ngài sẽ cho họ để thánh của ngài sẽ cũng cũng cảm ngài chúng con cầu xin ngài giúp đỡ hướng dẫn mọi sự em con sẽ rồi một chúng con thật sự trở thành siêu của ngài sẽ là những người sống chói ở trên nơi cao sẽ mỗi chúng con sẽ trở thành giữ lãnh đạo cho bảo chúng con sẽ trở thành giữ vua sơ ở trong việc đất hứa và phải kêu gọi con sẽ bày tỏ vinh hiển của ngài sao để bày tỏ sự sáng của ngài sao ô cầu xin ngài giúp đỡ con sẽ rằng ô chúng con được ngài ban cho cái ngày sắc trà để phá tan các dân các nước cho như đập một cái bình gốm xài dầu làm nát hết tất cả những thế lực Babylon cho những thế lực mà chống lại Chúa xài những kẻ những giáo lý của Babylon cho những gọi là triết lý hư không của Babylon xài các loại tôn giáo để cho để đầu của con đập nát tất cả những cái sự gian ác đó xài để thiết lập về vương quốc của Đức Trời sẽ bày tỏ ngày càng mở rộng cái sự thống trị của Đức Trời sẽ trên đất đai sẽ ông con cũng cảm ơn rất nhiều Chúa con ông cả sĩ gái cũng với bảo sẽ con sai rằng ông Chúa con được ngày càng được tăng trưởng hơn hiểu biết Chúa nhiều hơn và sống đời sống ngày càng sáng chói với thiện của ngài ra sao con cảm ngài con cầu nguyện bây giờ đến Chúa Jesus Christ Amen. Amen, ngợi khen Chúa. Hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa. Em Thủy. Rồi. Shakarabara du 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 du. En sơ chú du 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 Yeah. du 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 Yeah. du 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 thì chỗ đoạn nào mà đặt trong lòng thì khai phóng ra thôi. Chưa cả đã bắt đầu kết nên chú đi bệnh sẽ em sẽ bảo em tự chung sự cố đi bệnh 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 tôi chỉ cần tôi chỉ cần tôi chưa cả đã bắt đầu kết nên chú đi bệnh 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, chúng con cảm tạ người khen cha, cảm ơn cha cho đã đặt để Sion ở trong lòng con vì lòng mến Sion chúng con không bao giờ nín lặng vì lòng mến
của Jerusalem chúng con không nghỉ ngơi sao đành Chúa ạ. Chúa Ngài đặt để trong lòng của chúng con sẽ nóng cháy trong tình yêu của Chúa, để chúng con không ngơi để mà tiếp nhận sự dạy dỗ của Chúa, vâng lời, vâng phục Chúa và làm theo vừa muốn vừa làm theo ý muốn của Ngài trên đời sống của chúng con mỗi ngày. Con cảm ơn Chúa. Chúa Ngài đã, Cha đã sai Chúa Giêsu đến thế gian này để không phải Ngài làm theo ý muốn của Ngài, mà Ngài làm theo ý muốn của Đấng đã sai Ngài là chính Cha. Và chính Chúa Giêsu Ngài cũng đã sai các môn đồ. Cũng như ngày hôm nay chúng con đã được theo Chúa Giêsu tiếp nhận Ngài, chúng con cũng là môn đồ của Ngài và được Ngài sai đi để thực hiện cái sứ mạng, kết nối cái sứ mạng của Chúa trên đất này cho đến ngày mà Chúa trở lại. Chúng con cảm ơn Chúa, Ngài yêu chúng con và Ngài đã tuyển lựa chúng con trong cái đội quân đặc nhiệm của Ngài để thực hiện cái công trình vĩ đại mà Ngài đã tin tưởng và ủy thác cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, thần của Chúa cũng ngự xuống trên Chúa Cha đã sức dầu Chúa Giêsu và Chúa Giêsu được tấn phong đi tới đâu là Ngài được thi ân giáng phúc tới đó. Thì giờ đây Chúa Ngài cũng sức dầu trên đời sống của chúng con, anh chị em chúng con, những người lãnh đạo của chúng con. Ngài sức dầu trên chúng con để chúng con đi tới đâu là sự sáng được tỏa ra, sự sáng của Chúa được tỏa ra tới đó. Và lời, tất cả những lời mà Chúa ban cho chúng con là nên để mà phóng như là tên hai, những cái tệ gươm hai lưỡi để xuyên thấu tất cả những lòng của những người nghe, để ăn năn và quay trở về cái thuở ban đầu, đó là trở nên giống Chúa để cai trị. Con cảm ơn Chúa, Ngài cũng đang luyện tất cả chúng con đây cũng trở thành một những người mà phải được trở nên giống Ngài, trở nên giống bản chất, bản tính của Ngài, tình yêu thương và sự nhân từ, sự thương xót. Và trong sự nhân từ, công bình, thương xót đó cũng có sự thịnh nộ, Chúa ạ. Chúa như lời Chúa nói, Chúa yêu sự công bình và Chúa ghét sự gian ác. Chúng con cũng vậy, chúng con yêu điều Chúa yêu và ghét điều Chúa ghét. Và chúng con cảm ơn Chúa, Ngài làm sạch chúng con mỗi ngày để chúng con được nhận biết ý muốn của Chúa và thi hành mệnh lệnh của Chúa mỗi ngày trên đời sống của chúng con. Xin Chúa tiếp tục Ngài gìn giữ chúng con và dẫn dắt chúng con đi trong mọi lẽ thật và đi trong sự sáng của Chúa. Sự như lời Chúa nói rằng đứng dậy lên đi, sự sáng đã chiếu sáng chúng con rồi, và mỗi ngày Chúa chiếu sáng chúng con và làm cho chúng con được bừng cháy, bừng cháy. Sự sáng của Chúa làm cho chúng con được bừng cháy trong tình yêu của Ngài, và qua tình yêu giữa con với Chúa thì đem cái chúng con mới có để chúng con mới cho con người, những con người mà Chúa gửi đến cho chúng con bằng tình yêu của Chúa, tình yêu thật, tình yêu chân thật, tình yêu hết cả tấm lòng mà Chúa dành cho chúng con. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài tiếp tục trên bước đường chúng con kiên nhẫn, chịu đựng, học hành để mà được Chúa đào tạo cho chúng con, để chúng con có lòng kiên nhẫn hạ mình để mà học hỏi và ghi khắc hết tất cả những gì mà Chúa Ngài cho dạy dỗ cho chúng con, để tới khi chúng con được có những cái thức ăn cứng, thức ăn sạch để mà phân phát cho 7 năm đại nạn. 7 năm nạn đói chưa à? Để chúng con có để phân phát cho đương sự của Ngài, đặc biệt cho những con cái của Chúa trong hội thánh, cái hội thánh mà bị phu tù của Babylon, của thế gian này, hội thánh mà bị tê liệt vì sự ham muốn của thế gian này chưa à? Thì xin Chúa dùng chúng con để chúng con đi vào trong mọi lĩnh vực, để tất cả chúng con là những người mà có những cái sứ mạng riêng của mỗi người, để chúng con làm hết trọn bổn phận của mình trên đất này và được ảnh hưởng tất cả những cái nơi lãnh vực mà chính Chúa sẽ sai chúng con đến. Giờ đây trong lúc mà 5 năm để chờ đợi để mà được ở với Chúa, như Chúa chọn các sứ đồ để họ được ở với Chúa và được mới được sai đi, thì chúng con cũng được đào tạo và được ở với Chúa, thì Ngài cũng được sai chúng con đi để làm theo ý muốn của Ngài trên đất này, như chính Cha đã sai Chúa để làm theo ý muốn của Cha. Giờ đây chúng con là một cái mẫu, như chính Chúa là cái mẫu cho chúng con, để chúng con cũng làm theo ý muốn của Đấng đã sai chúng con là chính Chúa Jesus Christ. Chúng con đội ơn Ngài, xin Chúa Ngài tiếp tục dẫn dắt chúng con và cho bổ sức cho chúng con, để cho chúng con mỗi ngày chúng con tiếp bước trong niềm vui, niềm hân hoan, phục vụ trong niềm vui của Chúa. Và con biết chắc rằng khi chúng con ở trong Chúa, niềm vui của chúng con được nên trọn vẹn.
Chúng con yêu Ngài, chúng con yêu nhau, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Thánh Chúa. Hallelujah. Pastor Hoài Hương ơi, Pastor Hương có cầu nguyện không? Thì có nói đâu. Esai 42 60 61 62. Đấy, bác sĩ có vào đây này, nó rồi chỗ này, cái lại đỡ không bị cô kiểu gì đấy nhé. Amen, 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 amen. Vui quá, đầy dây trong con. Đưa 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 chỉ cần đưa 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 nói. Đầy dây trong chúng con, amen, amen. Đưa 42 42 mình cũng vẫn mở đường mới trong sa mạc này. Chờ cả đường đi từ tập hồi số một số những đoạn nào cho lòng mình thì mình cứ khai phóng thôi. Chờ cả đường đi sự chỉ cầu đường end the residency take order the residency hallelujah order the carabra bridge in shake the order hallelujah order the carabra bridge in shake the bridge có Đức Thánh Linh đầy dẫy trong đời sống của chúng con để cho chúng con biết làm việc với linh hồn thiết hồn của chúng con mỗi ngày càng gần để làm đẹp lòng Ngài. Ôi Cha ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha là Cha đã cho chúng con được ở trong Chúa Giêsu và Cha đã đặt thần của Ngài trên đời sống của chúng con, từng anh chị em của chúng con, trên người thầy dạy dỗ của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa dẫn dắt chúng con đi trong sự công bình của Ngài. Và chúng con còn tỏ ra sự công bình cho các dân ngoài nữa. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa qua sự chết và sự sống của Chúa. Và sự hy sinh của Ngài, sự roi đòn của Ngài. Để cho chúng con lấy được Thánh Linh để là thực hiện sự công bình của Ngài. Chúng con cảm tạ. Đứng tạo được nên và dương ra đã giải đất với mọi sự ra bởi nó và đã ban hơi sống cho dân ở trên nó và thần linh cho mọi loài đi trên nó. Chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài đã đổ thần của Ngài trên đời sống của chúng con và Ngài dẫn dắt chúng con. Chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài và Cha là danh của Ngài là Đức Giê-hô-va. Cha chẳng nhường vinh hiển của Ngài cho một đứng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng của Chúa cho những tượng chạm. Chúng con cảm tạ Chúa cho đời sống của chúng con để vinh hiển của Ngài. Chúng con luôn luôn dành sự vinh hiển về cho Ngài bởi Ngài sử dụng chúng con, thân thể của chúng con. Ngài làm qua chúng con, sự vinh hiển của Ngài được chói sáng qua chúng con. Chúng con biết ơn Ngài. Và trong năm mới này, Ngài đã cho chúng con một dòng chảy. Dòng chảy này từ ở nơi Ngài, dòng chảy sự sống từ trong lòng của Ngài, như Chúa Giêsu đã từ ở trong lòng của Cha cho chúng con và chảy ra cho chúng con. Lòng thương xót của Ngài chảy dài cho đến đời đời. Chúng con cảm tạ Chúa và chúng con đã được hứng lòng thương xót của Ngài trong hội thánh của chúng con, trong từng anh chị em của chúng con, để qua lòng thương xót của Ngài cũng được chảy qua chúng con và đến những dân của Ngài nữa. Chúng con biết ơn Ngài rất là nhiều
về tình yêu lớn lao và tình yêu Ngài đã dành cho chúng con. Ngài yêu thương chúng con dường bao. Chúng con biết ơn Ngài nhiều lắm. Và chúng con sẽ cùng với nhau để thực hiện sứ mệnh mà Ngài đã đặt sẵn cho chúng con từ trước muôn đời trong Chúa Giêsu rồi. Chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con một ngày mới. Tình yêu của Ngài để dậy trên đời sống của chúng con. Con biết ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cha, Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh. Amen. Hallelujah. Ô ta ơn Chúa với dòng chảy. Ô mình sẽ hoát Ngài cho Ngài vì cớ mơ sẽ bóc gót mà chẳng làm thình cho ạ. Ngài vì cớ hội thánh Ngài cho ạ mà sẽ chẳng ăn nghỉ đâu. Chân chừng nào sự công bình của Ngài rực rỡ như sự sáng, sự cứu rỗi. Ô rồi của mơ sẽ hoát là như chói loài ngọn đèn cho ạ. Ô đặt ra bây giờ Chúa ơi, các nước sẽ thấy sự công bình. Ô mà Ngài bày tỏ qua chúng con cho ạ. Ô vì chúng con là sự công bình của Chúa Trời. Ô đặt ra các vua sẽ tiếp vinh hiển chúng con, vì các vua sẽ lấy sự chói sáng mọc cho chúng con. Cha ơi, Sakandaparazaguru. Ô chúng con được gọi tên mới cho ạ, mà miệng Ngài, chính miệng Ngài đặt cho chúng con cho ạ. Ô chúng con lòng thương xót của Ngài, chúng con sự thương xót Thiên Chúa. Ô đặt ra các bạn chúng con sự thương xót của Chúa Trời. Ô đặt bất kể nhìn thấy ai chúng con, ở nhìn thấy lòng thương xót Ngài, họ nhìn thấy lòng nhân từ Ngài cho ạ. Ô Rasakandaparazaguru. Họ nhìn thấy đỉnh cao tình yêu thương Ngài. Ô đặt cho họ, cho chúng con cha ơi, Sakandaparazaguru. Ô đặt ra chúng con là máu triều thiên đẹp đẽ trong tay của Ngài cho ạ. Ô đặt ra các chúng con là máu miệng vua trong tay của chúng con. Sakada baraza kada bujuro chala baraza ajebro. Ô Ngài lấy làm chúng con làm búa khí đến vào trong tay Ngài, để chúng con phá tan các dân và diệt các nước, dùng chúng con phá tan ngựa kẻ cưỡi ngựa, xe kẻ cưỡi xe. Ngài dùng chúng con phá tan đàn ông đàn bà già và trẻ. Ngài dùng chúng con phá tan trai trẻ đẻ đồng trinh. Ngài dùng chúng con phá tan kẻ chăn và bầy nó, kẻ cày ruộng đôi bò nó. Ô Ngài dùng chúng con phá tan các quan cai trị, các quan đại hình. Ô như trước mặt chúng con, Ngài sẽ bảo trả cho Babylon và mọi dân canh đê và tất cả điều gì mà chúng nó làm tại Sion. Ngài làm tại một xéo con, Ngài chọn nó làm tại hội thánh của Ngài, Shakana, vì chúng con là DNA của Ngài, là hậu sự mãi của Ngài cho ạ, cho mang sự sống mới của Ngài, ô tuôn chảy ra cho ạ, mà Ngài đã vạch một con đường mới, là mơ sếp của Ngài đó trên sa mạc, ô là Shakana, Ngài vạch một con đường mới, ô là ra trong đồng vắng cho ạ, dòng sông chảy từ đền thờ, Shakana, lan tràn hết khắp biển cho ạ, ô là Shakana, bất kể nơi đâu đi đều ngọt hết cho ạ, và tất cả sinh vật sống ở trong biển đều được sống lại trong danh Chúa Giêsu Shakana, ô sự phục sinh của Ngài cho ạ, ô qua chúng con, ô qua dòng chảy này, Shakana, ship lại, ô sẽ biến đổi cải tạo lại tất cả hội thánh của Ngài. Ô là sao ta bắt tái tạo lại tất thảy ô những chi thể bị tê liệt. Ô bởi thần học Babylon giả dối cho ạ. Ô là sao cả đàm mang sự sống thật của Ngài vào trong hội thánh chúa ơi. Và cũng tạo ra, đi lên của Ngài cũng tạo ra các chi thể mới cho ạ. Ô tạo ra chi thể nào còn thiếu, ô còn chưa có trong thân thể Ngài cho ạ. Thì tất cả chi thể được ra, ô được tạo thành cho ạ. Sakadabra trong tất các lĩnh vực về tâm linh, về chính trị, về kinh tế, về thương mại, về truyền thông, về thể thao, về văn hóa, về nghệ thuật, về khoa học, về giáo dục, về an ninh, về tài chính, về quân sự, về quốc phòng. Tất thành lĩnh vực trong đời sống sau đời người này cho ạ. Sakadabra bất kể các loài gì, và thậm chí chưa có nữa, chúng con cũng sinh nó ra cho ạ. Ô Sakadabra Yudushokadabra, ô Sakadabra chúng con cũng sinh nó ra nữa cho ạ. Trong danh Chúa Giêsu Shakada Barasaki Indulikora Barasaga Orosokora Barilu. Ô qua chúng con Ngài phá tan các dân để giết các nước chưa? Ô vì các cửa chúng con mở luôn ngày đêm đều không đóng để người ta ô đưa các dân đưa các của báo các nước đến chưa? Và bắt các vua đem phu tù vì dân của nước nào chẳng thần phục chúng con sẽ diệt vong, những nước đó sẽ hoang vu cả. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Ô chúng con phá tan các quan cai trị, các quan đại hình, tất thảy các nhà lãnh đạo, đây là pháp hành pháp tư pháp ở trên các quốc gia. Ô Shakada Barasaki, chúng con phá tan thành hết tất thảy các giáo lý. Ô từ dạy dỗ tất thảy các nền quân chủ dân chủ, ô các nền cộng hòa, ô là Sakara tất thảy các nền móng của các chế độ ở các quốc gia đó bị đập tan tành trong danh Chúa Jesus, và thiết lập nền vương quốc của Chúa Trời nơi đó, thiết lập vương quốc Chúa Trời Sakara tất thảy vương quốc nào ô là Sakara mà chống lại trại giờ được tan nát hết trong danh Chúa Jesus, chỉ có vương quốc của Chúa Trời thôi cho qua chúng con. Ô thiết lập lại hoàn toàn lại mới lại cho ô một Việt Nam mới, một Hoa Kỳ mới, một Ukraine mới, một Israel mới, Sakara từng quốc gia mới hết cho ô tất thảy các con cai các con đề hình đó chưa được tan thành hết trong danh Jesus để mà dựng lại, đập để mà dựng lại cho không phải đập để hủy diệt đi, nhưng đập để dựng lại cho như ngài đập chúng con cho ngài đập cái đền thờ 46 năm người ta xây dựng cho mà ngài dựng lại trong 3 ngày cho thì cũng vậy, chúng đập nát tan hết tất thành đền thờ học giáo lý của Babylon mà hàng chục năm hàng ngàn năm nay đã xây dựng cho nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi cho chúng dựng lại cái đền thờ đó, dựng lại đền thờ đó trong tâm linh, dựng lại đền thờ đó trong hội thánh của ngài, dựng lại tất
thể cái đền thờ đó trong chính trị, thương mại, trong tất cả lĩnh vực xã hội, đời sống loài người trong danh thế Krishna Kanda Bạch để ngài vui lòng ngự tới đó Chúa ơi. Ô Rasa Kanda Bạch chúng con cảm tạ ngài. Ô Rasa vì chúng con. Ô Rasa Kanda Bạch ngài đặt ô chúng con trên các bộ canh của thành, chúng con trợ vào cả ngày và đêm, chúng con chẳng hề im lặng Chúa. Ô chúng con là những kẻ mà nhắc nhở Đức Giê-hô va. Ô chúng con không nghỉ ngơi chút nào Chúa. Tạ ơn Chúa vì thần cầu nguyện thần này, xin thần ơn phước thần công bình thần thiêu đốt ngài đổ trên chúng con Chúa. Ô là chúng con không im lặng. Kanda chúng con nhắc nhở ngài Chúa. Chúng không nghỉ ngơi chút nào Chúa. Cho chừng nào ngài ô an nghỉ. Cho đến chừng nào ngài lập lại Jerusalem và ngài dùng nó làm sự gợi khen ô trong cả đất này cha Sakada Baru để ngài lập hội thánh của ngài ô Sakada Barase chính ngài chúa ngài lập hội thánh ngài ô một cờ vụ không thể thắng nổi hội đó chúa ô ngài lập Mercy of God ngài chúa và qua chúng con chúa ô ngài ô tiếp sức ngài tiếp sức ngài tiếp sức ngài tiếp sức ngài củng cố ngài chỉ hướng chúa cho các hội thánh toàn cầu ô cho các giáo hội công giáo giáo hội kháng cách giáo hội ô chính thống Sakada Baru được trên để chỉ hướng về với ngài chúa ô ra ta cho chúng cầu nguyện cho ô hơn 33.000 hệ phái giáo phái của tin kháng cách cho tất cả dòng tu ô của tin lành chính thống của tin lành công giáo trong danh Chúa Giêsu Sakarabaduyu tất cả các giáo phái của ô giáo hội công giáo La Mã ô ra ta đông phương Hy Lạp Sakarabaduyu sa para chúng cầu nguyện cho họ thôi Sakarabaduyu chúng chẳng hề im lặng ô chúa chẳng hề im lặng cho ô ra ta cho chừng nào ô ngài lập lại Jerusalem của ngài chưa Sakarabaduyu ngài lập lại hội thánh của ngài Sakarabaduyu qua chúng con đây ô sự thương xót của ngài dòng chảy mất xem God là sự thương xót ngài chưa đến trên tất cả các hệ phái giáo phái đó đến trên hội thánh đó chưa ô vì họ cũng là người chưa họ cũng là người như chúng con đây ô chúng con cũng có sự yếu đuối như họ ô chúng con nhìn thấy chúng con hiểu được chưa ô ra sa cara ba du ru so cara ba ô ra sa cara ba bre bre sa chu la bre bre sa cara ba chu su của chúng con nữa ngài từng ở trong xác thịt ngài biết sự yếu đuối xác thịt ra sao chưa ô ngài biết sự yếu đuối ngài biết sự sai lầm của con người ra sao chưa nhưng ngài thương xót chưa và chúng con đây đã qua sự phán xét của ngài chưa chúng con bước qua sự chết của ngài mà mặc lấy sự sống của ngài chưa chúng con bước qua sự chết của ngài chưa ô mà mặc sự sống lại hoàn toàn của ngài ô ra sakara barabulu chúng con yêu ngài chúng con cảm tạ ngài chơi ô chúng con yêu ngài chưa vì chúng con yêu cả thánh của chúa chúng con yêu tất cả các lệ phái giáo phái của ngài chưa chúng con yêu từng con người một chưa chúng con yêu từng các mục sư từng chấp sự từng chân bày chưa như phá tan tất thảy Babylon của họ phá tan tất cả liên minh bài luôn của họ trong danh Chúa Giêsu Sakada Barabudu Orasakada Barabudu để sinh lại linh hồn họ sinh lại họ cho ô để họ vào trong vương quốc ngài cho ô như những con em trước kia ô những giáo sư thần học lỗi lạc như vậy cũng chẳng hiểu thế nào tái sinh cho ô mà phải đến gần với ngài ô và chúng con cũng vậy ngài sẽ qua chúng con để dạy cho các giáo hoàng giao các thượng vụ giao cho các sứ đồ tiên tri về sự tái sinh thật sự trong ngài cho để mặc sự sống thật của Chúa ô ra để mặc con người mới ô con người được dựng theo sự công bình thánh sạch ngay thẳng lẽ thật chưa ô con người ô ra sakarabab yurusen mà có thần linh có linh hồn có thân thể chưa ô con người mà sakarabab làm con người mà Orasaka mà là hoàn toàn phục vụ dưới thần của Đức Chúa Trời. Ô con người Sakarabavre mà điều khiển thần linh mình điều khiển linh hồn và linh hồn điều khiển thân thể cho bạn trong danh Chúa Giêsu Sakarabavre Orasaka 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 con người mới hoàn toàn chưa ô ra con người vinh hiển chưa con người mà ngày sử dụng con người mà ngày lên xuống con người mà ngày nói rằng đây là con yêu dấu của ta đẹp lòng ta mọi đàng chưa còn chúng con thì ngài sẽ nói rằng ô đây là vợ yêu dấu của ta để hoàng hậu sủng ái yêu dấu của ta để Mercy of God hoàng hậu sủng ái của ta đẹp lòng ta mọi đàng chưa trong danh Chúa Giêsu cảm tạ ơn Chúa Shakadava Chúa ơi ngài sẽ ra như người mạnh bạo chưa ngày dù lòng sốt sáng như người lính chiến ngày kêu là quát tháo ra sức cơ lại kẻ thù địch mình chưa ạ ô đây ngài làm thinh bao lâu rồi chưa ạ làm thinh bao lâu đây ô để cho kẻ thù địch nó phá ô tan nơi đó của ngài rồi cho những ngày nay thôi Chúa ơi ô ngày dù chúng con phá tan các dân diệt các nước ô chính ngài làm qua chúng con chính ngài ra người mạnh bạo chính ngài đặt lòng sốt sáng của ngài cho chúng con như lính chiến chưa ạ ô cho đạo binh cuối cùng của ngài để kêu là quát tháo chưa ạ ra sức mà cự lại tất cả thù địch của ngài ô tất thảy Babylon đều đập tan nát hết dưới chân chúng con chưa ạ và Đức Chúa bình an kíp giải đáp cuộc sáng
răng dưới chân con, ô đầu sọ của Satan bị hoạt động của ta dưới chân con chưa, ô đã ra tất thảy mọi đền mọi sự đề kháng của nó đã bị hủy diệt trong thánh Giêsu, ô đã mọi nơi ở của nó, ô đã sa mọi dừng nghỉ của nó, ô đã sa đã bị hủy diệt bởi lửa thánh nộ Chúa Trời, ô đã chúng con truy sát từ từng con quỷ, chúng con truy sát từng giáo hội giáo phái, chúng con truy sát tất thảy Babylon từ con nhỏ nó đập chết hết tất thảy con nhỏ Babylon về hòn đá, ô đã sa phước cho chúng con, ô là kẻ mà tràn nát, ô là con nhỏ Babylon về hòn đá, ô chúng con mổ bụng ra Babylon, ô mổ bụng của đại sứ phụ ra và diệt công đại sứ phụ đó, Shaka đổ lửa thạnh nộ, đổ chén thạnh nộ Chúa Trời và tất thảy vết thương của nó, ô là Shaka đổ trên đầu, trên mắt, trên trai, trên bụng nó, ô mổ bụng nó ra và đổ cái chén thạnh nộ khủng khiếp của Chúa Trời vào trong đó, ô là Shaka và đập và chán nát chúng ta trong danh Giêsu, ô để các quỷ đó, ô bị chán nát đến chân chúng con, ô là Shaka Yudishika vì ngài, ngài đa sức quát tháo chưa, ngài giúp đầu sốt sáng người đi chiến cho chúng con, ô là Shaka được hủy diệt tất thảy. Ô mà giáo lý bẩn thỉu tất thảy đồ lý thuộc tinh sai trái, ô trong tâm trí của tất thảy giáo hội giáo phái trong danh Chúa Giêsu, cảm tạ Cha, ô ra sự ngày chúng con như vậy, ngợi khen Chúa giáo yêu chúng con, Chúa ơi, Chúa ơi, chúng con sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va khoe mình trong đấng thánh quỳ trên Chúa, như chàng rể mới tiện mã hoa trên đầu mình, như cô dâu mới giàu mình châu báu. Ô cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa, ngợi khen Cha. Hallelujah, chúng chúc lành. Ô Chúa thật sự ngài Cha ơi. Ô ra ba ba những ngày mới lại đầy dẫy thần của Chúa trên mỗi chúng con Chúa, trên toàn bộ hội thánh trời thương của ngài Cha. Ô tạ ơn Chúa vì mỗi đêm ngài thu hồi linh hồn, thần linh, thân thể chúng con lại Chúa, để ngài tái tạo chúng con Chúa, và mỗi buổi sáng ban mai ngài lại ban trả lại linh hồn, thần linh, thân thể chúng con một cách mới Chúa. Ô để chúng con lại tiếp tục hầu việc ngài, tiếp tục phục vụ ngài, tiếp tục yêu ngài, tiếp tục tôn vinh ngài, tiếp tục được bày tỏ sự vinh hiển ngài ra cho khắp con các bạn này. Cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa, Chúa thật kỳ diệu. Ô ngợi khen Cha, ngợi khen Cha, ngợi khen Cha, Chúa yêu ngài. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Thánh Linh. Amen. Amen. Yêu Chúa. Amen. 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 Ừ. Rồi. Rồi chưa? Chúng ta chuyển sang học thôi.